Chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú đốn cái xoài dưới hố bơm nha các bạn. Cái này là cái hố bơm nha. Chú bây giờ cái máy cưa của chú đó nha các bạn. Chút nữa chú leo lên cái mình quay cho các bạn cùng xem nha. Cái xoài này tán cũng rất khủng nha các bạn. Chú chuẩn bị leo lên cây xoài nha các bạn. Đó, chú ném một tay với tay cầm máy cưa leo lên luôn nha. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó, cây xoài này tán rất khủng nha các bạn. Chú sạc mấy cái nhánh ở bên mấy em dòng là đừng cho nó ngã gì bình thường. Chú xuống từ đó luôn. Đó, góp một to. Quá lẹ luôn à. Giờ chú cưa cái nhánh to đó. Giờ chú leo lên trên để cưa nha. Cưa mấy nhánh bên đây nè các bạn. Mấy nhánh bên kèm dòng á. Chú đầu leo lên tiếp đó các bạn ơi. Chú bắt đầu leo xuống cưa gốc nha các bạn, cái gốc xoài dưới hố bơm này nè. Đó, chú bắt đầu cầm máy cưa leo xuống luôn nha. Đó, chú xuống tới gốc để mình xuống gốc mình quay cho các bạn xem chú cưa cái gốc luôn nha. Bắt đầu cưa cái gốc xoài này nha các bạn.
trên đó đó các bạn ơi. Đến đây xin tạm ngừng luôn nha các bạn, hẹn mấy bạn video tiếp theo nha. Cưa cây siêu khủng, siêu to, siêu khó nha các bạn.